Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là tẩy độc cho da mặt liệu có thực sự quan trọng hay không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu tẩy độc cho da mặt là gì. Ừ, như các bạn đều biết sau một ngày dài hay là sau một thời gian dài chúng ta sử dụng nhiều các mỹ phẩm, các loại đồ dùng để trang điểm lên gương mặt của chúng ta này, cũng như là việc chúng ta phải thường xuyên tiếp xúc trong môi trường mà có những hạt bụi siêu li ti mà nó đi vào chân lông của chúng ta. Và nếu mà như thế trong thời gian dài thì da của chúng ta sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ như là bị mụn hay là nám, tàn nhang gì đó đúng không? Và tất nhiên là với những cái hạt bụi siêu li ti và với những cái cặn make up nó siêu nhỏ Thì không thể nào mà làm sạch được Bởi các bước tẩy trang Hay là với những bước là rửa mặt hàng ngày rồi Và tất nhiên là nếu như chúng ta để Trong một thời gian dài thì nó mới tích tụ lại thôi À chính vì vậy mà tẩy độc cho Da mặt thì vô cùng quan trọng tẩy độc được xem như là một phương pháp giúp cho da mặt của chúng ta được thư giãn này, được thanh lọc độc tố, loại bỏ độc tố, những cặn bã bụi bẩn ra khỏi gương mặt của chúng ta, dù là từ sâu sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta mà không thể làm sạch được bằng những phương pháp bình thường. Và theo anh thấy với cái dạng mà tẩy độc cho da mặt hiện nay thì có khá nhiều, à, chẳng hạn như là tẩy độc bằng phương pháp sông hơi đến các spa thẩm mỹ viện, à, như chẳng hạn như là hút chỉ cũng là một trong những cái phương pháp mà tẩy được rất nhiều người áp dụng hiện nay đấy Tuy nhiên thì với cái cả ở mức độ nhẹ hay là chúng ta thường xuyên sử dụng Thì anh thấy mặt nạ sủi bọt hay là mặt nạ thải độc là một trong những cái phương pháp được nhiều người lựa chọn sử dụng hơn cả bởi vì sao bởi vì phương pháp này nó vừa tiện lợi này vừa hữu ích này mà thực sự là nó có quá nhiều công dụng trong chỉ trong một cái sản phẩm nhỏ như thế này thôi và sau một thời gian nghiên cứu cũng như là sau một thời gian tìm hiểu thì anh đã thấy và cũng như là uh, siêu thị Hàn Quốc đã tìm được sản phẩm uh, mặt nạ thải độc xăm 37 màu đen Đây là một trong những sản phẩm thải độc sủi bọt cho mặt được rất nhiều chị em phụ nữ tại Hàn Quốc ưa chuộng sử dụng và với sản phẩm thải độc này thì nó sẽ thiên về việc làm sạch sâu cho da mặt của chúng ta đồng thời là làm căng cũng như là tăng độ đàn hồi cho da mặt của chúng ta vậy cụ thể sản phẩm này là gì công dụng của nó ra sao chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn nhé và như kiểu anh vừa chia sẻ bên trên nếu như chúng ta để cho da mặt mình trong một thời gian dài mà nhiễm phải các độc tố từ bụi này hay là hay là từ các loại mỹ phẩm thì da mặt của chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề rất khó để chữa trị như là mụn hay là nám tàn nhang và chính vì vậy sản phẩm xăm 37 sản phẩm mặt nạ thải độc sủi bọt trên da mặt này là một trong những phương pháp vô cùng tuyệt vời mọi người thì thường hỏi ông anh rằng là với một sản phẩm nhỏ như thế này thì nó có công dụng gì tuy nhiên thì khi chúng ta phải là người sử dụng cũng như là xem được rất rất nhiều thông tin khi mà đưa về sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy được công dụng thực sự của nó. Đầu tiên, một trong những công dụng phải kể đến khi nhắc đến sản phẩm này, đó chính là công dụng làm sạch sâu và thải độc da hiệu quả. Tất nhiên rồi, chính vì vậy nó mới có cái tên là mặt nạ sủi bọt thải độc cho da mặt sunba bảy đúng không? ở đây chính là công dụng nổi bật nhất của sản phẩm này. Ở với thành phần chính là từ than hoạt tính, khi chúng ta sử dụng sản phẩm này nó sẽ làm sạch sâu vào các lỗ chân lông nhỏ li ti của chúng ta, đồng thời là lấy đi các bụi bẩn cặn bã sâu bên trong và từ đó thì khiến cho da của chúng ta loại bỏ được các độc tố, khiến cho da của chúng ta được sạch hơn, đẹp hơn, cũng như là được thư giãn hơn sau một thời gian dài công dụng thứ hai của sản phẩm này đó chính là khả năng dưỡng trắng da và ngăn ngừa sự hình thành các sắc tố melanin đây là một trong những công dụng thứ hai đáng phải kể đến khi chúng ta nhắc về sản phẩm mặt nạ thải độc này. Uhm, vậy tại sao ư? Tại vì như anh đã nói trong sản phẩm mặt nạ thải độc này thì với thành phần chính là từ than hoạt tính có rất rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp rồi đúng không? Chắc chắn rồi bởi vì khi nhắc đến than hoạt tính chúng ta biết đến rất nhiều công dụng của nó, chẳng hạn như là việc làm trắng răng này cũng là một trong những cái tính chất được áp dụng rất nhiều của cái thành phần này. Và khi sản phẩm này được áp dụng lên da mặt của chúng ta thì nó có công dụng là giúp dưỡng trắng da cho chúng ta. Và đồng thời, khi mà bên cạnh việc dưỡng trắng cho da của chúng ta thì sản phẩm này nó còn giúp cho da của chúng ta là uh, ngăn ngừa sự hình thành các sắc tố melanin, một trong những nguyên nhân mà khiến cho da của chúng ta xuống cấp nặng nề cũng như là việc hình thành các nám tàn nhang rất là xấu trên gương mặt của chúng ta. Công dụng thứ ba đó chính là tăng độ đàn hồi cho da mặt. Đây chính là một trong những cái công dụng mà Oanh quyết định sử dụng cái sản phẩm mặt nạ thải độc Sam37 này, bởi vì bên cạnh việc thải độc cho da của chúng ta này, làm da của chúng ta sáng hơn thì đồng thời sản phẩm này nó còn giúp da của chúng ta tăng độ đàn hồi, cũng như là khiến da của chúng ta là ngăn ngừa được các nếp nhăn hình thành. Sau một thời gian dài sử dụng, chúng ta có thể thấy là da của mình nó rất là căng, cũng như là việc da của chúng ta vô cùng khỏe mạnh. Công dụng thứ tư của sản phẩm mặt nạ này đó chính là giúp da sáng hơn và mịn màng hơn. Điều này chắc chắn rồi, nếu như da của bạn được thải độc một cách hiệu quả cũng như là được làm sạch sâu thì việc da của bạn mịn màng và sáng hơn chắc chắn là điều không thể tránh khỏi rồi đúng không? Đây là một điều tất cả chúng ta đều mong muốn rồi, bởi vì căn cứ vào ba cái đặc điểm mà oanh vừa kể bên trên đó chính là thải độc cho da này cũng như là ngăn ngừa sự hình thành các sắc tố melain từ đó thì sẽ dẫn đến việc là da của chúng ta sáng hơn và mịn màng hơn với sản phẩm mặt nạ thải độc xăm 37 màu đen này thì khi sử dụng thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi nó thích nghi được hầu hết với tất cả mọi loại da từ da khô, da dầu, da nhạy cảm hay là cho đến da hỗn hợp và quan trọng là khi chúng ta sử dụng là nó sẽ không gây kích ứng da, không gây bào mòn da và với sản phẩm này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi Trước khi chúng ta sử dụng sản phẩm này hãy làm ướt mặt và sau đó lau khô lại với khăn Và với sản phẩm này thì chúng ta sẽ bóc ở đây Đây nó sẽ có cái đầu với cái gói được thiết kế như thế này Thì sẽ tiện lợi hơn cho chúng ta là mang đi bất cứ đâu được Thật ra nhé là với sản phẩm này còn có dạng lọ nữa Tuy nhiên thì theo anh thấy thì với cái dạng mà gói nhỏ như thế này Thì được các bạn nữ sử dụng nhiều hơn Bởi nó rất là tiện lợi mình có thể mang đi được bất cứ đâu Và với cái thiết kế nhỏ nhắn như thế này và với cách dùng thì chúng ta sẽ bóc ở cái đầu này ra Và chúng ta sẽ lấy cái mặt nạ, cái cái gel ở bên trong ra Và xoa đều lên gương mặt, tránh vùng mắt ra các bạn nhé ở ờ, nhất là ở những vùng có lỗ chân lông to thì chúng ta nên sử dụng nhiều ở vùng đấy và xoa khoảng 2 mm thôi. Và theo anh thấy thì với một cái gói này thì oanh sử dụng được hai lần. Nó khá là nhiều trông nhỏ như này thôi nhưng mà mình dùng được khá là nhiều. Và sau khi chúng ta thoa đều lên mặt thì hãy để như vậy trong vòng 5 cho đến 7 phút. Và tất nhiên điều khi mà sử dụng cái sản phẩm này chúng ta sẽ cảm thấy ngay đó chính là rất là sướng bởi vì là mặt của chúng ta sẽ sủi bọt lên và chúng ta sẽ nghe thấy những cái tiếng bọt đấy nó nổ lách tách lách tách. Và khi mà mặt nạ này sủi bọt đồng nghĩa với việc là da của chúng ta đang làm được làm sạch sâu cũng như là nó giúp thải hết các độc tố trong da mặt của chúng ta. Sau năm đến 7 phút thì các bạn hãy rửa sạch lại mặt với nước lạnh và sau đó thì các bạn có thể sử dụng toner hoặc là kem dưỡng để giúp cho da của mình được ẩm hơn rồi là uh, dưỡng chất nó thẩm thấu sâu vào trong da của chúng ta hơn. Và với sản phẩm mặt nạ thải độc này thì được khuyên dùng là từ 1 cho đến là 2 lần trên một tuần. Và bản thân oanh khi sử dụng sản phẩm này thì đã thấy những cái công dụng tuyệt vời mà nó mang lại với mình. Thế nên là oanh khuyên rằng nếu như các bạn đang ra cảm thấy da của mình nó đang có cái hiện tượng mà bị nhiễm độc hay là chúng ta cảm thấy là da của mình đang xấu đi thì oanh khuyên rằng hãy nên sử dụng sản phẩm mặt nạ thải độc săn 37 màu đen này thay vì việc là chúng ta phải tốn rất nhiều tiền đến các spa hay là thẩm mỹ viện và khi sử dụng sản phẩm này Oanh sẽ đảm bảo lại một lần nữa Là các bạn không phải lo kích ứng hay là lo nó ảnh hưởng gì đến da mặt của chúng ta cả Bởi vì sản phẩm này thì đã được nhiều nghiên cứu chứng minh rằng an toàn đối với người sử dụng Và siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ là một trong những địa điểm uy tín để các bạn có thể mua sản phẩm này Bởi siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này Cũng như là việc khi các bạn mua hàng tại đây chúng ta được phép kiểm tra tra hàng rồi sau đó mới thanh toán. Và quan trọng là chúng ta được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và anh sẽ gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta mua hàng tại siêu thị Hàn Quốc. Phương thức thứ nhất các bạn có thể gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn có thể nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm mặt nạ thải độc Sam37 màu đen này. Và cuối cùng, chúc các bạn có một làn da khỏe mạnh và luôn giữ được nụ cười trên môi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye. Các bạn còn thắc mắc về những sản phẩm cùng loại thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.